Yo, go ahead, Kev. You were really in. That's a fish. There you have it. That's a ripper. Oh. Now there you go. That's a big old ripping fish. That's nice. Put it in here. Put it here in the cooler. No, the light whale. Yeah. Yep, the ripping fish come in. Đây con đang thả xong ấy, thấy cực kỳ vậy. Dưới nữa nè, nó má hùng nữa. Nó thả lại chăng con lợi kêu dính nè. Fish is going on a diamond shake. It's going on like a run. Yep, there's a fish on. Yep, hook it up. Hehehe
thước dây rồi đó, thước dây. Kéo dây lên. Ây da. Trời ơi, đụng Oh, this is gonna be fun. Got a redfish coming on a diamond jig now, so they get a set of the jig. Fish on. Here we go. Nice ripping. Oh, might be hook off. That's too good. Where you go? Come on in, man. Come on, ripping fish, come in. Oh my god, he just almost bite. Fish on. Oh yeah. Oh, that's a big one. Come on, give it up. Give the real fish. Con lên, hai con lên, còn con hùng. Đó, chưa quay vô rồi. Đó.
không? Cá tới kìa. Mày quá thì cá là biết là dính. Trời, sốc luôn. Đó đó, qua mày cá nữa. Bắt đầu qua đó. Cá là mới như sau á. Yep. Got a big one. Come on, guys, let's go. Almost bite the rip. Không cần biết gì á. Anh nào mà dính á, anh phải giữ nó luôn. Cái đuôi. Đuôi nó đuôi mày nó. Đuôi rồi. Qua đuôi mày đó. Ồ, nó quay lên, nó quay cái đuôi. Quay cái chừng trước á. Quay đuôi kìa. Đó, qua mày cá nữa đó, coi chừng á. Các bạn chỉ nói là anh em thành là. Cá là trọng ha. Không có kiếm nữa thôi. Yep. This one. Yeah, we got it. Oh, you're the guy. Yeah, we got it. Yeah, we got Yeah, I drop it to cast it out, but it's very far, like the high meter. Yeah, but on the ripping fish. Come on. Oh, shit! Damn it. Oh, fuck. There we have it. Shark! It's a shark! Shark! That's a shark! No, no, we can't. You can't eat the shark. You need to report it back. Trời ơi, đủ quá, xong luôn. Ta từ từ. Fish on. Đó,
hai không nhớ này. Cái gì? Ai mà em vừa kéo hết miếng nó làm cái bực đâu dính được đâu. Nó có buông xuống làm lại. Lên vừa kéo gần hết nó quất. Rồi cột sao rồi? Đó, cột cái đó phải có dây sắt hay sao á? Hai lòng cột sao rồi? Rồi dây đâu được, phải có khúc dây găng mới được. Phải có khúc dây găng mới được. Really spicy. Here we go. Here we go. Now we're talking. Oh, what is this? What is this? That's why you're a runner. Dude, what the hell is this, man? What the fuck is this, man? Oh, on the stomach? Oh, I hit the stomach. Oh, okay. That's a big ripple fish, dude. That's huge. I love it.
Đâu qua bị cá đây nha, bị cá đó. Cá này hơi lớn nè. Đứt dây luôn, đậu ma đồ bắt nó đi ngang dây cắn đứt rồi. Mày cũng vậy thôi chứ không vậy thôi. Đâu cái này ăn dây nó cắn đứt không ai dính. Nhưng mà để dính rồi, thật luôn rồi. Thì nó chạy ngang thì nó cắn đứt dây đó, nó không vậy thôi. Đây còn cả nào. Come on, there's a lot of ripping fish everywhere. Get to keep it up. Got a fish on. Yep. Oh, on the chest. It just went off. It went off, let's just hook it off. Anh Mỹ không có cần thả dây xa anh Mỹ. Vừa check it out. Three up. Got lots, a lot of ripping fish. Damn it! Oh my god, that's fifth fish. You still buy it. Get hook off. Yeah, okay. Đi qua. Good.
mày cắt luôn bỏ. Wow, that's a humongous, big ribbon, dude. That's big. Yep, they have it. Ripping fish coming. Hold it up. Look at these people. Look at this. Everywhere this ripping fish. Did I just hook it up? I hooked it up. Oh shit. Damn it. The ripping's just spit it out. Không, công á, tôi cái kia không công không hả? Hả? Cái kia không công mà.
con luôn chứ. There we have it. You're recording, right? Oh, are you recording? Are you recording? Yeah, I'm recording in the GoPro. Oh, fucking hell, man. Yeah. That's a good size. Cut the line. That was a ripping, man. They bite the sister and the ripping fish. Wait. Come on, pull it in. Oh, that's a big size. Yes. Line that the ripping fish. You gotta cut the line so you can hold it in the net.
They're still biting, yeah. Good size, look at that good, the big size. Thank you.